quầy. Yeah. An toàn giao thông là không gây tai nạn, dù cho đường đang đông, ý thức bên trong bạn. Trời tối hay là sáng, xe thường hay là sang, ai mà cẩn thận là sẽ nhận được bình an. Có khi nhanh một giây nhưng mà chậm cả đời, vì tôi tuân thủ luật sẽ là câu trả lời. Và dù đang vội vàng và đi làm có trễ, cũng nhớ đúng vào hàng, đừng để người khó dễ. Ok. Ngọc Nhi và Đào Duy xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Giao lộ bình an, được phát sóng vào lúc 10 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh TTV11 để phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Thưa tất cả quý vị khán giả, chương trình Giao lộ bình an trong số phát sóng ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những tình huống giao thông đặc biệt và thú vị như thế nào. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục đầu tiên được mang tên Bác Tài ơi. Tài xế va nhầm người và cái kết đứng hình. Pha sang đường đi vào lòng mương. Chuyên mục đi sao cho đúng, mua bán xe cũ sau quy định biển số định danh. Chuyên mục về nhà an toàn, cảnh báo điểm mù của xe bồn. Bình thường khi em đi xe ngoài đường á, em có gặp những chiếc xe mà họ chạy hơi ẩu, hơi kiểu không chấp hành luật giao thông hay không? Nhất là xe ô tô. Em gặp rất nhiều luôn. Lúc đó em suy nghĩ như thế nào? Lúc đó em hay nghĩ là độ lỡ mà có va chạm một cái là nguy hiểm lắm. Và có những xe nha, lấn làn hoặc là vượt ẩu rồi sau đó là cúp vô cái đầu xe của mình. Nếu mà mình không giảm tốc độ hoặc là mình cứ cương với họ là có khi là hai xe sẽ va chạm với nhau. Đúng rất rồi. Là khó chịu. Và chính vì như vậy nên thưa tất cả quý vị, để giúp cho quý vị có thể đã cái nư về cái chuyện rằng là gặp những cái xe mà kiểu mà chạy ẩu như vậy á. Ngay bây giờ cho phép Đà Duy xin được mời tất cả quý vị cùng đến với tình huống đầu tiên, vì đã có một chiến sĩ cảnh sát xuất hiện kịp thời và nắn gân cái chiếc xe chạy ẩu. Chuyện xảy ra vào một ngày đẹp trời, bác tài đang lái ô tô trên đường đến đoạn giao cắt có đèn tín hiệu giao thông thì tài xế xe ô tô màu trắng lại cố vượt lên và suýt va chạm với xe bên cạnh. Một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã bước xuống xe nhắc nhở tài xế vì hành động vượt ẩu gây mất an toàn giao thông. Kể ra cũng xui cho bác tài xe ô tô màu trắng và chúng phải chiếc xe đang chở cảnh sát giao thông nên giây phút bị cảnh sát giao thông nhắc nhở, chắc bác tài cũng toát mồ hôi hột. Chỉ vì nhanh hơn có vài giây mà nhiều bác tài bây giờ lại vượt ẩu gây nguy hiểm cho bản thân cũng như những người cùng lưu thông trên đường. Thôi các bác tài nên rút kinh nghiệm, chứ vượt ẩu thế này thì có ngày mang họa vì tính khôn lõi của mình nha bác tài ơi. Em thấy anh Đào Duy là một người đàn ông rất là tuyệt vời luôn á. Tại vì thường em thấy đàn ông họ sẽ hơi hời hợt xíu. Nhưng mà Đào Duy lại rất tỉ mỉ, là một người chi tiết và làm cái gì cũng tinh tế hết. Sao khen dữ vậy? Nhiều quá hả? Nhiều quá, ngại. Em thấy vẫn chưa đủ với anh đâu. Thôi, ngại quá. Nhưng mà thật ra thì anh nghĩ rằng cái việc mà mình tỉ mỉ, mình chú ý từng chút từng chút từng chút, nhất là những lúc mà mình đi ra ngoài đường là nó rất quan trọng. Áo quần nó phải đàng hoàng sạch sẽ, nó chứng minh rằng là mình tôn trọng người đối diện. Rồi thậm chí là mình đi xe ngoài đường, trước khi qua đường mình cũng phải ngó trước ngó sau để mình thể hiện được rằng là mình đang tôn trọng những người xung quanh khi giao thông trên đường. Mình phải là một người tỉ mỉ kiểu chính vậy. Chính xác. Ủa nhưng mà sao em cũng có một bà chị tỉ mỉ lắm, tỉ mỉ giống như anh vậy mà không có được như anh, ngộ. Theo camera an ninh phía trước một nhà dân ghi lại, người phụ nữ đã quan sát rất kỹ để sang đường nhưng lại gặp tai nạn không đáng có. Theo dõi tình huống này có thể thấy người phụ nữ nhìn trước ngó sau rất là kỹ lưỡng. Thế nhưng có lẽ vì mãi chú ý quan sát các phương tiện khác để quay xe nên người phụ nữ đã không làm chủ được phương tiện và cả người lẫn xe lao xuống mương nước bên đường. Khi thấy sự việc xảy ra, nhiều người dân xung quanh đã chạy tới giúp đỡ người phụ nữ này. Và qua tình huống này thì mong chị em phụ nữ cần bình tĩnh xử lý tình huống và tay lái phải vững vàng hơn khi điều khiển phương tiện nha. Anh có thích cái game show Nhanh Như Chớp không? À, anh thích chứ. Bởi vì đó là trong những cái game show giúp cho mình có thể cảm nhận được bất cứ chuyện gì nó vẫn có thể xảy ra ngay trong tích tắc. Đúng rồi, suy nghĩ phải thật nhanh, trả lời câu hỏi phải thật nhanh đó. Có Nhanh Như Chớp người lớn, Nhanh Như Chớp nhí luôn. Đó, anh có nghe Nhanh Như Chớp giao thông chưa? Nhanh Như Chớp bình an giao lộ hả? Chưa, anh chưa nghe. Đó, chưa nghe thì bây giờ anh nghe đi, đây nè. Theo camera an ninh phía trước nhà dân ghi lại được thời điểm này là vào buổi tối. Một người đàn ông vừa dừng xe lại, chưa kịp bước xuống xe thì bất ngờ phía sau, một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ phóng cực nhanh đến vào người đàn ông này.
Và một khoảnh khắc va chạm nhanh như chớp giữa người đàn ông chạy xe ôm công nghệ và người đàn ông dừng xe ở vỉa hè khiến ai theo dõi cũng phải thót tim. Cũng rất may là người đàn ông chỉ bị thương nhẹ và sau tai nạn thì ông ngồi thất thần chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vết thương trên cơ thể chắc chắn sẽ lành, nhưng mà vết thương tinh thần chắc sẽ lâu lành đây, bởi thanh niên đã đem tới cho người đàn ông một cú sang chấn tâm lý quá lớn khi không làm gì sai mà tai họa nó cứ ập tới. Thông qua tình huống này, các cậu thanh thiếu niên chạy xe đúng tốc độ giùm tôi nha. Khi đường tối thì càng phải chạy chậm để quan sát, chứ mà chạy tốc độ ban thơ như thế này, có ngày về với ông bà. Em nghĩ sao nếu như chúng ta kết hợp hành động chạy qua gờ giảm tốc và cầm điện thoại? Thì một là cái giọng mình sẽ bị làm ảnh hưởng tới thanh quản. Hai là mình bị rớt điện thoại đó. Rớt điện thoại. Ba là vì nghe điện thoại không chú tâm mà có thể xảy ra những cái nguy hiểm trên đường, mình té. Và ngay bây giờ sẽ là tình huống thứ ba mà Ngọc Nhi nhắc tới. May mà anh tài xế xe máy này không bị quá nặng. Mới đây trên một diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ một đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông khiến nhiều người thót tim. Một nam thanh niên điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại. Và khi xe máy đi qua một phần đường gồ ghề, chiếc xe ngay lập tức loạng choạng, thanh niên mất lái rồi cả người và xe ngã nhau xuống đường. Đáng chú ý cùng lúc này, một xe ô tô cũng đang lao tới. Rất may bác tài ô tô đã thắng lại kịp thời, nên không có tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Trên thực tế, việc vừa lái xe vừa nghe điện thoại là thói quen xấu của nhiều người khi tham gia giao thông. Và hành động này cũng nhiều lần gây ra những tai nạn đáng tiếc. Nên qua tình huống này, một lần nữa như lời nhắc nhở, cảnh tỉnh đến tất cả mọi người cần chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người xung quanh. Thưa quý vị, kể từ sau đại dịch Covid-19 thì chúng ta thấy là nhu cầu mua xe cũ của người dân lại tăng cao, bởi vì họ muốn tiết kiệm chi phí, do đó để dành một cái khoản tiền ít hơn so với việc chúng ta mua một chiếc xe mới. Tuy nhiên, vào ngày 15 tháng 8 vừa qua thì quy định về biển số xe ô tô 5 số mới sẽ gắn với mã định danh cá nhân. Điều này thì đã khiến cho rất nhiều người quan tâm và cũng có băn khoăn, bởi vì việc mà chúng ta đã mua xe cũ rồi, bây giờ mã định danh như thế nào, liên hệ với chủ cũ ra sao, hay là làm sao để giữ lại bản số thì mọi người vẫn chưa thực sự hiểu rõ. Cho nên ngày hôm nay xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với luật sư Trần Hải Anh, đoàn luật sư Đồng Nai, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này quý vị nha. Xin chào luật sư. Xin chào MC Ngọc Nhi. Xin chào MC Đào Duy. Xin chào quý khán giả của chương trình. Tôi rất vui được đồng hành cùng Ngọc Nhi và Đào Duy trong chương trình của ngày hôm nay. Thưa luật sư, Đào Duy cũng như là rất nhiều khán giả, sau khi nghe thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 thì đang rất là băn khoăn, không biết rằng là cái việc mà sang tên đổi chủ sẽ như thế nào kể từ khi thông tư mới sẽ bắt đầu được áp dụng. Đối với cái việc mà sang tên xe máy ô tô qua nhiều đời chủ đó, thì như là Ngọc Nhi và Đào Duy và quý khán giả đang quan tâm là kể từ khi cái thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an có hiệu lực vào ngày 15 tháng 8 năm 2023 thì quy định như thế nào đối với lại cái việc là làm thủ tục để mà đăng ký xe, chuyển cái quyền sở hữu cái xe này từ chủ cũ sang chủ mới, và đặc biệt là đối với lại những cái xe mà đã được bán qua nhiều đời chủ rồi. Theo đó thì tổ chức cá nhân đang sử dụng xe sẽ đến cơ quan đang quản lý hồ sơ đăng ký xe đó để làm thủ tục thu hồi và đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe nơi mà cái tổ chức đó có trụ sở và cái nơi cư trú của cái cá nhân đó để mà thực hiện cái thủ tục. Trường hợp mà cái cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe cùng với lại cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe thì không phải làm cái thủ tục thu hồi. Cũng tại cái quy định của thông tư này, cụ thể là tại điều 10, thì cái hồ sơ cần phải chuẩn bị khi chúng ta đi làm cái thủ tục mà đăng ký sang tên gồm có, thứ nhất là có phải có cái giấy khai đăng ký xe, trong đó thì cái người đang sử dụng xe phải ghi rõ cái quá trình mà mua bán và có cái cam kết chịu trách nhiệm với lại cái nguồn gốc hợp pháp của cái xe, đồng thời là phải có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe là cái người đầu tiên đó, và cái chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của cái người bán sau cùng cho mình nếu có.
Rồi chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 3 điều 11 của thông tư 24. Rồi có cái chứng nhận về việc là đã thu hồi cái giấy đăng ký xe, cái biển số xe. Trong đó là phải có một cái bản có đóng dấu của cái cơ quan về cái việc là gì? Là cái bản, cái số khung, khung máy có cà, có cà khung máy và có được cái chứng nhận của cái cơ quan đăng ký xe. Đó, đó là toàn bộ những cái giấy tờ cũng như là trình tự thủ tục mà chúng ta phải thực hiện kể từ ngày 15 tháng 8 khi mà cái thông tư 24 có hiệu lực. Vâng ạ, nghe chị Hải Anh kể sơ qua chúng ta thấy có rất nhiều giấy tờ, những cái thủ tục trình tự mình cần phải làm. Với những chiếc xe đã qua nhiều đời rồi thì bây giờ tìm lại cái chủ đầu tiên và cái chủ gần đây nhất thì thực sự rất là khó. Và cái điều này không chỉ gây băn khoăn cho những người đang sở hữu những chiếc xe máy cũ mà cả những doanh nghiệp họ cũng đang không biết phải làm sao khi thời gian đã quá lâu và đôi khi họ đã giữ những chiếc xe đến rất là nhiều năm rồi. Thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ các chủ doanh nghiệp sau đây nhé. Kể từ ngày 15 tháng 8, khi thông tư số 24 của Bộ Công an chính thức đi vào thực tiễn, không khí ảm đạm vắng khách là tình cảnh chung của hàng loạt các cửa hàng tại khu chợ xe máy cũ, khu vực quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, đi dọc phố bán xe cũ như Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu. Các tiệm mua bán xe chỉ toàn các lái buôn ngồi với nhau, mỗi người đều ngồi trước cửa hàng chờ khách, hiếm hoi mới có người vào hỏi rồi lại đi ra. Chung cũng bán mà những người ta không làm cái tờ là ta mua đi đỡ thôi. Còn cái lượng mà đi sang tên thì bây giờ có lên sang tên thì hồ sơ người ta có không nhận. Mà lên đi tới luôn người ta cũng rất là cực. Rồi liên hệ chủ xe, người nào ta dễ có thể thông cảm thì có thể ta còn đi tới luôn. Còn nếu người ta khó, công việc ta bận đó, thì không đi làm. Cái thứ hai là mua qua lại ủy quyền đó, thì qua một hai người rồi chẳng biết chủ xe đi đâu. Rất là khó về hình giấy tờ. Mấy tháng trời có khi chiếc mấy năm nữa. Đâu phải là mua bán liền đâu mà ký mua bán trong một tháng. Không chủ cũ đi thu hồi là phải phạt á. Rồi chủ cũ giờ chị em nghĩ đi, nhờ nhiều người không biết đâu. Chị nói thiệt là có nhiều xe chị mua mà khách đi nước ngoài rồi luôn. Tại vì người ta bán thì đi nước ngoài người ta định cư này nọ. Thì mình đã công chứng rồi, mình đâu có biết là có cái vụ mà kêu chủ xe mà ra mà đi thu hồi này nọ đâu. Mình không biết thiệt luôn á. Vừa lộ vốn vì thủ tục giấy tờ tăng thêm chi phí, giá bán xe lại phải giảm xuống so với trước để thu hút khách và cạnh tranh. Nguyên ngày không bán được xe lại gánh thêm tiền sửa chữa, bảo dưỡng, mặt bằng. Nhiều chủ cửa hàng bày tỏ lo ngại về việc cửa hàng sẽ sớm phải đóng cửa. Đối với những khách muốn mua xe và bấm biển số mới, các chủ cửa hàng vẫn hỗ trợ làm giấy tờ, chấp nhận lợi nhuận giảm. Tuy nhiên, thời điểm này do lượng hồ sơ dồn dập nên việc làm thủ tục được một số cửa hàng hẹn lùi ngày để làm cho khách. Nhiều chủ cửa hàng còn cho biết đã tìm đến các phương tiện truyền thông quảng cáo ở khắp các kênh như TikTok, Facebook, Instagram để tiếp cận được lượng khách hàng lớn, nhưng khách đến cửa hàng vẫn rất thưa vắng. Lượng xe bán ra vẫn liên tục giảm, không bù lại được cho những chi phí đã bỏ ra. Sau khi chúng ta xem xong video clip thì chúng ta thấy rất rõ là ở thời điểm hiện tại thì những người bán và những người mua kể từ sau ngày 15 tháng 8, chính bản thân họ cũng đang rất là lo lắng. Xin phép được hỏi luật sư là nếu trong trường hợp chúng ta không tìm được người chủ cũ thì có phương án nào để giải quyết cho cái việc mua bán, sang tên, đổi chủ nó có thể diễn ra thuận lợi được không ạ? Với cái khi mà cái thông tư 24/2023 nó có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đó, thì coi như cái việc mà chúng ta có thuận tiện trong cái việc mà không tìm được chủ cũ hay không để thực hiện cái thủ tục sang tên xe và đứng tên trên cái giấy tờ xe thì rất là khó, và nói tóm lại là không thể thực hiện được. Đó. Cho nên rằng là khi mà đặt câu hỏi như thế này thì tôi cũng phải chia sẻ với lại Duy và Ngọc Nhi là năm 2020, thời điểm đó là cái thông tư 58 năm 2020 có cái quy định để tạo điều kiện cho người dân đó. Thì khi mà cái thông tư này nó còn hiệu lực á, thì có quy định cụ thể về cái vấn đề là thực hiện cái việc mà cái xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người, thì khi mà cái người mua sau cùng họ thiếu giấy tờ hoặc là không tìm được cái người chủ cũ thì thời điểm này vẫn có thể giải quyết được cái việc đăng ký sang tên.
đó. Tuy nhiên rằng là khi mà cái thông tư 24 nó có hiệu lực thì cái việc này không còn nữa. Thưa luật sư có cho rằng là giống như họ, những cái gì họ bức xúc đó là đây là một cái việc làm khó người dân hay không ạ? À? Với góc nhìn của luật sư thì như thế nào và lý do tại sao Bộ Công an lại có quyết định này? Với câu hỏi của Ngọc Nhi đó, và cũng là vấn đề của các vị quý khán giả đã chia sẻ, thì tôi không cho rằng đây là việc mà chính phủ là muốn làm khó người dân. Là bởi vì như tôi chia sẻ rồi, chúng ta đã có một cái lộ trình từ năm 2020, và đi kèm với lại cái lộ trình đó, tại thời điểm đó chính phủ cũng đã ban hành cái quy định về việc xử phạt khi chúng ta sử dụng xe không chính chủ, không có giấy tờ. Cho nên rằng là pháp luật đã ban hành thì chúng ta phải tuân thủ thôi. Và pháp luật cũng đã cho một cái thời gian để khắc phục những cái vấn đề bất cập cũng như là những cái khó khăn từ phía cái người sử dụng xe. Cho nên tôi không nghĩ rằng là cái thông tư 24 này gây khó khăn cho người dân, mà chỉ để là gì? Để chuẩn hóa cái thông tin về chủ sở hữu phương tiện giao thông đường bộ mà theo cái định danh cá nhân, thì tôi cho rằng là rất cần thiết, bởi vì nó sẽ dễ dàng trong cái công tác quản lý hành chính, minh bạch hóa về tài sản, khắc phục được tình trạng xe gian, xe trôi nổi không có rõ nguồn gốc xuất xứ, đúng không nào? Và tôi nghĩ rằng là hiểu một cách rõ ràng hơn là trước đây á, khi mà nhà nước quản lý xe là cái việc mà xe thì nó đi cái biển số xe thì nó đi theo giấy tờ xe, còn bây giờ là quản lý cái biển số xe nó đi theo người. Đó, cho nên rằng là chúng ta sẽ dễ dàng trong cái việc mà quản lý cái đầu xe hơn. Đó, thì với cái vấn đề là có gây khó hay không thì tôi nghĩ là không. Để cái thông tư số 24 này có hiệu lực thì chính phủ cũng nên cho thêm thời gian và có một cái hướng dẫn cho người dân làm sao đó có thể khắc phục triệt để được các cái vấn đề nó đang tồn tại như thế này, để đến khi tất cả cùng đồng bộ thì người dân sẽ thực hiện một cách là thứ nhất là tự nguyện hơn, thứ hai là tất cả những cái vấn đề mà trước giờ chúng ta bàn nó đều được tháo gỡ, thì tôi nghĩ rằng lúc đó luật sẽ đi vào trong cái cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Xin phép được hỏi luật sư là nếu trong trường hợp chủ xe đã mất, chủ xe cũ đã mất hoặc là đi sang nước ngoài, thì cái việc tìm kiếm người chủ cũ là rất khó khăn, và cho dù có kiếm được đi chăng nữa thì cũng không thể nhờ họ hỗ trợ để mà làm cái đăng ký mới. Vậy thì kể từ sau 15 tháng 8, ở cái thời điểm mà chương trình chúng ta đang phát sóng, thì những chủ xe mà đang sở hữu những chiếc xe cũ thì nên như thế nào ạ? Trong những cái trường hợp như thế này thì chắc là cũng phải chờ sự tháo gỡ từ phía cơ quan chức năng thôi. Chứ còn khi mà cái thông tư 24 nó đã có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 và cái trình tự thủ tục cũng như là cái hồ sơ thì bắt buộc chúng ta phải tuân thủ thôi. Nó không có cái trường hợp ngoại lệ ở đây. Vậy tức là với những trường hợp đó là chúng ta sẽ không có hướng giải quyết ở thời điểm hiện tại và không có trường hợp nào ngoại lệ à? Không có trường hợp ngoại lệ, tại vì đây là quy định của luật và cũng như là phản ánh của những cái người mà buôn bán xe cũ mà chúng ta đã coi ở trong cái clip rồi đó, thì là không có cái tháo gỡ các cái vấn đề đó tại thời điểm này. Như vậy thì chúng ta nghe một cái thông tin nó cũng hơi hoang mang tí xíu, có nghĩa là bây giờ không có trường hợp ngoại lệ. Vậy thì thưa luật sư, trong trường hợp những ai đang có ý định là mua xe cũ, bao gồm cả xe máy và xe ô tô, thì cần lưu tâm những điều gì kể từ sau ngày 15 tháng 8 ạ? Thì như tôi đã phân tích ở trên á, về cái việc là không có ngoại lệ cũng như là những cái thủ tục cần phải thực hiện theo cái quy định tại thông tư số 24. Thì bây giờ thì khi mà người dân mua xe cũ thì phải có nguyên tắc và phải cần phải tuân thủ cái nguyên tắc này. Thì thứ nhất á, là chúng ta khi giao dịch thì phải giao dịch trực tiếp với chủ xe. Đó. Thứ hai nữa là giao dịch mà mua xe cũ thông qua các cái doanh nghiệp mua bán xe cũ thì phải chọn những cái doanh nghiệp mà uy tín, đảm bảo về cái thông tin hồ sơ. Tiếp theo là không có vì cái giá cả rẻ mà chúng ta mua xe không có giấy tờ hoặc là thiếu giấy tờ dẫn tới cái việc là sẽ bị từ chối đăng ký tại cơ quan nhà nước. Thì khi mà tuân thủ những cái nguyên tắc đó, cộng theo rằng là có cái sự xem xét của từ phía chính phủ về cái vấn đề là cho chúng ta thêm cái thời gian để mà thực hiện cái thủ tục giống như tương tự như cái thông tư 58 trước đây á, thì cái vấn đề này sẽ được tháo gỡ. Xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, ngay bây giờ cho phép chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Về nhà bình an, hạnh phúc luôn bên bạn như nơi chốn thiên đàng. Oh yeah, dù tàn hay là sang thì ý thức cũng là bạn, chúc tất cả bình an. Let's go.
Thưa quý vị, với những chiếc xe bồn kích cỡ rất là lớn, cồng kềnh lưu thông trên đường thì chúng ta biết là một trong những cái điều nguy hiểm nhất đó là những cái điểm mù. Và với những chiếc xe con hay là những chiếc xe máy mà chúng ta di chuyển cạnh đó, nếu không may rơi vào điểm mù thì rất dễ xảy ra những tai nạn nguy hiểm. Bên cạnh cái việc chúng ta luôn phải nhắc nhở các tài xế xe bồn là phải chú ý quan sát khi tham gia giao thông, cũng như là điều chỉnh cái tốc độ nó phù hợp với từng cái khoảnh khắc ở trên đường, thì chúng tôi cũng mong muốn là gửi lời cảnh báo đến với những phương tiện giao thông khác đang đi cùng chiều hoặc là ngược chiều với xe bồn. Chúng ta cũng cần phải lưu ý một số điều sau. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với phóng sự của chúng tôi. Xe bồn là dòng xe chuyên dụng có động cơ và kích thước lớn, chuyên để chở các loại chất lỏng, nhiên liệu đặc biệt. Chính vì loại xe này có kích thước lớn, hạn chế tầm nhìn của tài xế, nên thời gian qua, nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe bồn đã xảy ra. Điển hình như vụ tai nạn tại ngã tư Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Tài xế xe bồn cho xe rẽ vào quốc lộ 1, va chạm với xe máy đi cùng chiều gây ra tai nạn làm hai vợ chồng bị cuốn dưới gầm. Người chồng bị bánh xe cắn tử vong tại chỗ, người vợ bị cắn nát một chân, sau đó được đưa vào bệnh viện. Tai nạn liên quan đến xe bồn đều để lại thiệt hại nghiêm trọng nặng nề về tính mạng con người lẫn tài sản. Cái nguyên nhân mà thường xảy ra tai nạn đối với xe bồn đó thì do cái xe bồn kích thước lớn, rồi cái mức độ quan sát của người tài xế thì có nhiều khó khăn. Ở trên xe thì lại có nhiều cái vùng mù, điểm mù, và cái người tham gia giao thông á thì cái mặt đường thì nó lại hẹp và cái xe này kích thước nó lớn. Và đó là những cái lý do chính nó dẫn đến cái sự va quẹt hoặc là gây tai nạn cho những cái người tham gia giao thông ở trên đường. Không chỉ riêng xe bồn mà đối với các loại xe cơ giới có trọng tải lớn, tài xế và những người cùng tham gia giao thông cần phải lưu ý những điểm mù của xe. Cái vùng mù và điểm mù thứ nhất là ở phía trước xe. Do cái xe bồn nó cao, thành ra nếu mà cái người tham gia giao thông hoặc là đi xe mà đứng phía trước đầu xe khoảng 1 mét trở lại thì gần như cái người lái xe không thấy. Do đó những cái người mà băng qua đường mà băng trước đầu xe thì cái người lái xe bồn họ không thấy và họ cứ di chuyển gây tai nạn. Cái vị trí thứ hai á, là ở phía sau xe. Họ hoàn toàn không thấy ở phía sau đuôi xe. Do đó khi mà di chuyển gần xe bồn mà nó thắng gấp thì gần như va chạm vào cái đít xe bồn và có thể chấn thương tử vong. Cái vùng mù và điểm mù thứ ba đó là hai bên xe, đặc biệt là khi quẹo cua. Nếu mà xe chạy thẳng đó thì cái người lái xe bồn có thể quan sát được hai bên hông xe. Nhưng đặc biệt khi mà quẹo cua thì cái người lái xe bồn chỉ thấy một cái phần thân của xe thôi và không thấy ở cái đuôi xe. Đó chính là cái điểm mù mà khi quẹo cua. Ngoài ra hai cái góc dựng ở phía trước gần ở chỗ cái kính á, thì ở chỗ đó nó có cái khung, thì cái nếu mà đi vào cái vùng đó thì người lái xe cũng hoàn toàn không thấy cái người tham gia giao thông ở trên đường, và như vậy thì có thể gây va chạm và gây tai nạn giao thông. Như vậy, người tham gia giao thông khi di chuyển gần xe bồn cần lưu ý không di chuyển song song, không đi vào vùng mù điểm mù của xe, giữ khoảng cách an toàn ít nhất 3 mét. Đối với tài xế xe bồn, cần chú ý quan sát, kiểm soát tốc độ và tuân thủ các quy định đối với việc vận chuyển hàng hóa, chất nguy hiểm bằng xe bồn để tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Thưa quý vị, và bây giờ là thời gian của chuyên mục Ai Sai Ai Đúng, và Ngọc Nhi xin mời quý vị sẽ theo dõi tình huống sau đây và nhận định ai sai ai đúng để có thể nhận về cho mình thẻ cào 200.000 đồng với câu trả lời đúng và nhanh nhất. Xin mời quý vị. Tại đường tránh thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, xe container thắng gấp theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, sau đó bật xi nhan chuẩn bị tạt vào lề đường. Xe gắn camera hành trình đi phía sau không phanh kịp nên đâm thẳng vào đuôi xe container. Thưa quý vị, thẻ cào trị giá 200.000 đồng sẽ dành cho vị khán giả nào trả lời nhanh nhất, may mắn nhất và trả lời đúng, chính xác nhất với tình huống ai sai ai đúng thông qua một trong hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta gửi về địa chỉ email giaolobinhan.ttv11a@gmail.com. Cách hai, chúng ta có thể gửi bằng cách là chúng ta soạn câu trả lời, gửi vào phần bình luận của kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh trong chương trình Giao lộ Bình An.
Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 10 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh TTV11 Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Nếu quý vị bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, chúng ta có thể theo dõi lại trên kênh YouTube chính thức Truyền hình Tây Ninh quý vị nhé. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng mong muốn được kết nối với tất cả quý vị thông qua fanpage, qua kênh TikTok của Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ thì cho phép Đào Duy và Ngọc Nhi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.